Chương một Ký ức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio chấm Mẹ, đừng, đừng đi, van xin người, đừng đi Hãy trở lại À, thì ra chỉ là nằm mơ Xem ra mình đã gặp ác mộng rồi Khóe mắt ẩm ướt, đưa tay vừa sờ, nước mắt đã bao lâu rồi không có rơi lệ a à, mắt nhìn đồng hồ, chỉ mới có 5 giờ sáng, đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra hơi lạnh gió sớm thổi vào mặt, không nhịn được thân mình run run đóng kín cửa sổ vừa nằm lại trên giường nhưng như thế nào cũng ngủ không được chuyện cũ từng chút một thoáng hiện ở trong đầu mẹ người có khỏe không hôm sau tiểu thư cô đã dậy rồi à tiểu thư bữa ăn sang đã chuẩn bị xong ông ta đâu người hầu đã sớm quen cách cô gọi cha của mình lão gia đã sớm lên công ty rồi gật đầu ngồi vào bàn lẳng lặng ăn bữa ăn sáng hôm nay làm cái gì hảo đâu rồi có muốn hay không trở về trong bang xem một chút đang suy nghĩ quản gia thanh âm đột nhiên vang lên tiểu thư trình tiểu thư cùng lộ tiểu thư tới rồi mời họ vào đây vâng băng thần bạn trở lại sao không nói cho chúng mình biết một tiếng a à? mình cùng trình mộng sẽ đi đón bạn lộ phỉ phỉ vừa vào đã nói thật to thuận tiện chạy lại ông cô đúng vậy a à? nếu không phải chú tại nói chúng mình cũng sẽ không biết là bạn về đâu trình mộng cũng vào ông cô sau đó oán giận tự như nói, mình cũng quyết định trở lại tạm thời, còn muốn nói cho các ngươi một kinh hỷ đâu. Cô nhìn bọn họ nói, bất kể là đối với người ngoài hay là người trong nhà, cô đều diện lên khuôn mặt lạnh lùng, chỉ khi đối mặt với hai người bạn tốt này, cô mới có thể tỏ thái độ ôn nhu, Nga, vậy hôm nay bạn muốn đi đâu? Trình Mộng hỏi, không biết, vậy thì chúng ta dạo phố đi, tốt tốt, ba người chúng ta đã lâu không có ở chung một chỗ cùng nhau đi dạo phố nữa. Lộ Phỉ Phỉ kích động nói, ngất. Phai cô, tên tiếng Anh của Phỉ Nhi là người thích mua sắm, cô không thể nào không đồng ý a. À. Lộ Phỉ Phỉ tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, vẻ mặt nhìn thật giống như đang nói, bạn không đi thì mình sẽ khóc cho xem, không tin bạn cứ thử đi. Mà cô sợ nhất là khi Phỉ Phỉ khóc, quả thực sẽ bị cô nàng bám lấy đến siết sao. À, sợ hai người rồi. Cô liền gật đầu đồng ý, ok mình cùng dạo phố nào phỉ phỉ cao hứng vừa nhảy vừa nói cự tuyệt quản gia phái xe đưa bọn họ đi tự chính mình lái xe đi vào chỗ phồn hoa nhất của thành phố bởi vì giờ làm việc đã qua rồi trên đường đã bớt người đi lại cho nên bọn họ đã lập tức đến nơi tìm được chỗ đậu xe phải đi đi dạo phố mặc dù là giờ làm việc nhưng mọi người đi mua đồ đều phi thường náo nhiệt nơi này mua đồ hiệu là vốn là đắt tiền nhất những người đến đây mua đồ hẳn là những người giàu có cho nên an ninh ở đây vô cùng nghiêm ngặt nhìn lộ phỉ phỉ đi dạo một tiệm lại vừa một tiệm mua một bọc lại vừa một bọc cũng đã đi dạo cho tới trưa rồi mà vẫn không thấy mệt cô thật là phục phỉ nhi phỉ phỉ bạn còn muốn đi dạo a à? mình tay chân đều đã mệt chúng ta nghỉ ngơi một chút có được hay không rốt cục trình mộng chịu không được mở miệng nói nhân tiện ghé vào cửa tiệm trang sức ngồi nghỉ phỉ phỉ quay lại nhìn trình mộng lại vừa nhìn cô rồi lại nhìn ba túi lớn nhỏ đang ở trên tay của hai người, rốt cục cũng gật đầu đồng ý, được rồi, cũng đã trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, Trình Mộng như trút được gánh nặng thở ra một hơi, rốt cục có thể bỏ tức rồi, mệt chết mình mất. Nhưng một giây sau Phỉ Phỉ nói tiếp, mau đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong hảo tiếp tục đi dạo. Ngất bọn họ đi vào nhà hàng đối diện, muốn giữ sức tốt, phải ăn một bữa, đang chờ thức ăn mang lên, Trình Mộng hỏi cô, "Băng Thần, Tại sao đột nhiên như vậy từ Nhật Bản trở về? Đúng vậy à, đúng vậy à, mình cũng muốn biết. Phí phí phụ hỏa nói, cũng không có việc gì đáng lo, phải không? Trước kia cho dù xảy ra chuyện gì, bạn khi trở lại cũng sẽ nói trước cho chúng mình biết, trình mộng phản kháng. Đừng nghĩ quá nhiều nữa, ân, bất quá, nếu như có sự tình gì, nhất định phải nói cho chúng mình biết, không được đối với chúng ta có bất cứ điều gì giấu giếm, biết không? Mộng yêu cầu. Ừ, Trinh Mộng còn muốn nói điều gì đó, nhưng lúc món ăn vừa đem lên, cô thuận tiện nói sang chuyện khác, không để cho bọn họ tiếp tục mở miệng hỏi thăm, cô có thể nói cho họ biết, cô đến đây là tìm người đàn bà kia sao? Người đàn bà ấy vứt bỏ cô, là một người mưu mô, mặc dù cô rất hận bà ta, nhưng cô lại không hạ thủ giết bà ta được, không chỉ là bởi vì cô cùng bà ta có quan hệ máu mủ, còn bởi vì đây là người mà ông ta kiếp này yêu nhất. Ông vì người đàn bà này đã tìm kiếm suốt 10 năm qua, bà ta rốt cuộc là dạng người như thế nào? Ở chung một chỗ mấy năm nay, hai người họ cũng không biết cô có bí mật này. Sau khi ăn cơm xong, Trình Mộng nói không cần tiếp tục đi dạo, cho nên bọn họ đều về nhà, lúc ăn cơm, Trình Mộng cùng phỉ phỉ nói cho cô biết tình trạng gần đây, cho nên sau khi đem hai người họ về nhà, cô liền đi đến phân bộ của Hồng Tế, bởi vì trụ sở chính của công ty ở Nhật Bản, cho nên phần lớn thời gian cô đều ở Nhật trong bang không ai gặp qua diện mạo thật của bọn họ, bởi họ đều dịch dụng. Lái xe tới đến trước của phân bộ, đứng lại, nơi này là địa bàn của Hồng Tế, cô là người tới từ nơi nào, lấy ra tín vật. Đại đương gia là chiếc nhẫn màu tím, nhị đương gia là màu đỏ, tam đương gia là màu lam. Vì vậy tên bảo vệ nhìn vào, lập tức kêu lên chào ban chủ, những người khác vội vàng mở cửa để cho cô đi vào, bởi vì lúc cô ở ngoài cửa, tên bảo vệ đã báo cho những người khác, cho nên vừa tiến vào tất cả những người cấp cao ở đây dều chờ hết ở đại sảnh. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.